Xin chào các bạn nha, hôm nay chúng ta tiếp tục xem xe container các bạn nha. Các bạn đã xem đây là một con xe container màu đỏ các bạn, và không chở gì trên các bạn hết. Theo sau là một con xe tải các bạn, hai con luôn. Wow, xe công này có chở một cái thùng rất là lớn với sao các bạn ơi. Xe công này thì không có nha. Đây là xe công có cái đầu màu trắng rất là đẹp các bạn. Wow, nhìn rất là xịn sò các bạn ơi. Phía đường bên kia thì có hai chiếc xe công, một xe công chở có một tí hàng và xe chạy không các bạn. Anh xe công màu trắng này chở cái thùng container màu xanh các bạn. Anh này cũng vậy nhưng mà chở ít hơn. Anh này xe tải không dậy gì hết. Anh này xe công này các bạn, một thùng container đỏ nhỏ thôi các bạn ơi. Wow, đây là một anh xe container rất là đẹp các bạn, đậm chắc luôn các bạn ơi. Đây là xe container chở cái hàng nhỏ thôi các bạn, có cái rơ móc nhỏ này. Anh đang chạy lại gần mình đấy các bạn, nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, rất là đẹp các bạn. Cái này xe công các bạn ơi, xe công chở cái gì vậy? Mình cũng không rõ nữa, hình như không chở gì hết các bạn. Con này chở thép này các bạn, rất là nhiều thép luôn. Đây là anh xe công chở với bồn xăng đó các bạn, cắm lửa này. Ai chở xăng là chúng ta phải cắm lửa các bạn ơi. Anh này xe tải các bạn, anh này có cơi thùng xe các bạn, cái thùng xe rất là to luôn. Anh này chạy xe công, tiếp tục xe công màu đỏ và không chạy gì với sao hết. Xe công màu xanh các bạn ơi, rất là đẹp luôn, cho cái phòng màu trắng các bạn. Rồi video của mình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau các bạn nha.